Xin chào mọi người, mình là Sasa đây. Hôm nay mình xin chia sẻ 3 công thức sinh tố xanh mix cùng với lại trái cây. Cái loại sinh tố này thì mình có thể dùng làm bữa ăn sáng hoặc là bữa phụ thì nó sẽ giúp mình cảm thấy no bụng và hạn chế ăn nhiều vào các bữa ăn chính nha. Và nghe đến chữ xanh thì mình sẽ nghĩ đến healthy, và chính xác là cái loại sinh tố này rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trong quá trình giảm cân của mình, bổ sung chất xơ từ trong rau xanh và lượng vitamin dồi dào có trong trái cây. Và sinh tố xanh này thì nó đã giúp mình giảm cân bằng cách nào? Thì điều đầu tiên đó chính là bổ sung chất xơ. Thì khi mà cơ thể được cung cấp đầy đủ chất xơ như vậy á, thì nó sẽ giúp cho mình là hạn chế thèm ăn. Và cái thứ hai đó là lượng vitamin, nó sẽ giúp cho mình đốt mỡ nhanh và mình có được một cái làn da đẹp nữa. Có thể những cái ly sinh tố xanh này ngay ban đầu mình dùng thì mình cảm thấy hơi khó uống một tí xíu, tại vì cơ thể của mình lúc đó chưa quen với lại chế độ healthy và mình đã quen rất là nạp những cái thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà chỉ sau đến ngày thứ 3, thứ 4 thì mình đã cảm nhận rõ cơ thể của mình là cơ thể của mình bắt đầu dần dần quen với lại việc là ăn nhiều trái cây và rau xanh hơn, thì mình sẽ uống sinh tố xanh mình cảm thấy dễ dàng. Và thậm chí là nếu mà ngày nào mình không uống thì mình cảm thấy nghiện và mình rất là thèm luôn ấy. Cho nên là mình phải dành thời gian ra để mà chuẩn bị những cái ly sinh tố cho mình mỗi ngày. Và đặc biệt á, để làm á thì nó cũng rất là nhanh gọn, thì mình chỉ cần bỏ ra khoảng 10 phút để chuẩn bị nguyên liệu và thêm vài phút để xay và đổ ra ly nữa thì mình đã có ngay được những bữa ăn sáng và bữa phụ vô cùng ngon lành rồi. Và nguyên liệu thì mình sẽ để ở dưới phần comment và mô tả nhé. Và hôm nay thì lời khuyên chia sẻ của mình sẽ dừng ở đây thôi. Thì nếu mà thấy kênh hữu ích thì hãy đăng ký cho mình và follow mình để xem thêm nhiều video về các món ăn hấp dẫn nữa nhé. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.